Thừa cân béo phì ở trẻ em đang là vấn nạn gia tăng nguy cơ bệnh tật ở Việt Nam, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Đặc biệt mới đây, bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận một trường hợp bé trai mới 8 tuổi đã bị gan nhiễm mỡ. Cụ thể trường hợp bé trai 8 tuổi vừa được tiếp nhận điều trị tại khoa tiêu hóa bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình được biết bệnh nhi bị tăng men gan kéo dài đã một năm qua. Thời điểm vào viện, bé có cân nặng hơn 40kg, thường bị khó tiêu, trướng bụng, với tình trạng tăng men gan kéo dài cơ địa thừa cân, cậu bé được bác sĩ xác định bị gan nhiễm mỡ. Bệnh lý này ở trẻ em chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng có thể phòng ngừa. Vì thế, các bác sĩ đã chuyển bệnh nhi sang khám dinh dưỡng về chế độ ăn và hướng dẫn phụ huynh thực hiện đúng chế độ ăn uống cho trẻ kết hợp với tập thể dục giảm cân. Ở Việt Nam hiện có 300.000 trẻ dưới 5 tuổi bị thừa cân béo phì, trong đó tỷ lệ trẻ em ở một số đô thị như thành phố Hồ Chí Minh đã ở mức báo động cao hơn so với mức trung bình của toàn cầu rất nhiều.